Ngày 13 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng, 48 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để điều tra hành vi sát hại vợ vì ghen tuông. Theo lời khai của Dũng, do nghi ngờ vợ mình là bà Lê Thị Cẩm, 41 tuổi, ngoại tình với người đàn ông khác nên Dũng lên kế hoạch giết vợ. Trưa 12 tháng 12, Dũng thủ sẵn dao Thái Lan trong người rồi rủ vợ đi uống nước. Bà Cẩm không nghi ngờ gì và lấy xe máy chở Dũng chạy trên quốc lộ 91 tìm quán nước để uống. Khi đến tổ 17, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, Dũng bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người bà Cẩm khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hành vi của Dũng được camera an ninh tại khu vực ghi lại. Người dân đã đăng đoạn clip này lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Thời điểm Dũng gây án, có hai người đàn ông nhìn thấy nhưng không kịp cứu giúp nạn nhân. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, bà Cẩm đã chết trên đường đến bệnh viện. Dũng bị người dân bắt giữ giao cho công an. Công an tỉnh An Giang điều động các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường phối hợp công an huyện Châu Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra.